Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em xem video live vui vẻ nha anh em ơi. Ở video này thì nói chung thì vừa rồi Khải có đọc thông tin cho anh em xem cái event đây. Event phần thưởng, phần quà huy chương chiến công bạn anh em. Hôm trước thì Khải ăn huy chương vàng rồi anh em. Hôm trước Khải ăn huy chương vàng rồi đó. Huy chương vàng thì được 15 triệu với một số phẩm như thế này này đó. Thì hôm trước Khải cũng ăn rồi. Thì còn bây giờ thì còn cái huy chương bạc thôi. Phần thưởng huy chương bạc Khải chưa ăn, nhưng mà anh em cùng xem sơ qua này. 10 triệu này, túi tiền vàng 30 vạn này, thiết là hán này, thì tinh này, tinh hồng này, ngựa 8x vĩnh viễn này. Đó, thấy con ngựa thấy mơ rồi nè. Rồi tiền thống lộ thường này, tiền lộ đặc biệt này, bách bảo rương, phúc dương đại, phúc dương trung, quá tử. Nói chung là cũng ok nè. Nói chung là tầm này bỏ khoảng 1k dạng. Với lại 1k dạng với lại 50 cái huy chương bạc thì mình ăn cái vần ra nó có sẵn rồi nè. Mình ăn cái vần tiền vàng á thì nó cho khoảng 100 mấy chục cái này nè. Đó, nên chung là huy chương bạc thì không thiếu. Vấn đề là giờ mình bỏ thêm tiền vạn mình ăn thôi. Mà tính trung bình thì một cái 20 vạn thì mình max event là 50 cái nè. Thì nó sẽ tốn khoảng 1k vạn. 1k vạn ở tầm này thì nó tốn khoảng 2 kim nè. 1k vạn ở tầm này tốn khoảng 2 kim. Mà bây giờ thì phải nghĩ với lại 2 kim nhưng mà mình được 500 triệu nè. 2 kim nhưng mà mình được 500 triệu kinh nghiệm. Đó. 2 kim nhưng mà mình bù lại được 200 triệu kinh 500 triệu chứ. 500 triệu kinh nghiệm nè. Đó, còn không biết là mình ăn ra món gì nữa thì mình chưa biết. Rồi ok, thì Khải nhìn em xem. Hôm nay chặt rương rồi em ơi. Đó, Khải ép trước bao nhiêu cái này thôi. Rồi, nút. Ăn gì đây? Gọi ăn ra gì đây? Rồi, chuẩn bị ăn ra gì đây? Nút. Anh nhận cấp mấy? Nút 234. Em có cái nhận cấp quá tử. Ở trang xin đi. Quá phục diện hoàn thành trung tâm đi. Thiết là hắn cũng được nha. Mảnh chết là hắn này. Bùm ngon mà. Bùm 10 triệu một cái nè. Nhặt này luôn đấy. Bùm. Rồi ngồi ngồi xuống xin xin con chiếu dạ vĩnh viễn này. Xin chó dại vĩnh viễn. Cùng ăn cả cớ tiểu luôn à. Ừ, ăn luôn chứ. Đất mẹ sao vi su rồi. Xin chó dại. Hắn ăn cho tem á, hắn ăn kia đang cày à, hắn ăn. Đúng rồi. Hắn khô lắm. Hắn cắn là hắn phải PT chứ, hắn cắn cho tem chứ. Đồ. Hắn mới đi ăn. Đồ. Đồ. Đủ dành gì mới cái hai cái chứ. Mới một mình quá tử nè, chưa có gì luôn. Một túi tiền vàng 30 vạn. À. Ừ. Tiếp tục. Đây là nại rồi. Hai túi. 60 vạn rồi. Ngựa chó dài. Xin 3 túi. Ngựa chó dài đâu. Xin 4 túi, đủ nhiều đây. Cho chó dại đi, rồi cho tiền gì nhiều vậy. Tính ra 1k dạng nè, tốn hết 1k dạng. 4 túi ta được hơn 100 vạn rồi. Hơn 100 vạn nè. Chúng ta không ngộ gì. Để kinh nghiệm. 4 túi rồi, đủ được kinh nghiệm nè. Ui cha. Ui cha. Ăn nổ ui cha. Ui cha, không ra gì luôn. Ui cha, đủ xanh. Một phút duyên chung, bay lên. Đủ xanh. Túi tiền vàng à, năm túi năm túi trăm rưỡi rồi, năm túi cắp hòa được kinh nghiệm. Sáu túi rồi tầm tám luôn ạ. Sáu túi rồi, ngon quá thơm. Đủ được có hai túi sao thấy phi phong đồ mà sao không thấy ta. Thiết là hán hết rồi, được rồi, còn vài cá anh em chắc hẳn nghĩ còn hai cá. Sao ra được phi phong? Có cho nên kia nó có xác suất lại kia mở bách quả lương được phúc viên ngọc trung. Ui chà, sáu bao túi anh em ơi. 80 vạn nó bằng 1 phần 5 nó lại được kinh nghiệm. Huy chương cho ông bạn. Rồi đổi tiếp còn ta. Full này. Nói chung là ăn hết 1k dạng á, ăn được 1k dạng. Nhưng mà hôm trước được 1 túi rồi, tầm này 6 túi rồi, 7 túi được 201. Mất hết 800 vạn mà được, nói chung là mất hết 800 vạn, được lại 500 triệu kinh nghiệm nè. Đó. Nói chung là tìm con ngựa mà không có chua quá. Được bình thiên sản lộ đặc biệt kìa. Không có bình thiên lộ đặc biệt cũng khá trong rương á. Không có. Không có. Bên này đấy. Này bắt đầu rồi. Hả? Con đặt xe này em có lấy ăn không? Thôi anh ơi, em xe nhiều lắm. Thế nghe đồ là dư một bình à? Dư một bình cho anh cỡ lon đây. Thôi. Lâu. Vào cả bằng chú. Trời ơi, anh. Ông cỡ lon ăn làm gì? À, tính ra hết 50 cái. Nói chung là được kinh nghiệm nè. Được lại 7 túi là 201, nói chung là lỗ 800 vạn, được lại 500 triệu cũng được, tốn hết khoảng theo khoản nghĩ lỗ khoảng 1,5 kim. Đó. Lỗ 1,5 kim mà được lại 500 triệu. Thì bằng mua cục ấy rồi anh. Ừ, mình đã nhận cục kia, 500 triệu.
đấy là đỏ rồi đấy tôi đây tôi được 2 túi tiền vàng à, 73 tiền vàng thế nó mới thiêu chứ. Đây là 20 vạn một bình à, cái túi á? Ờ, cái túi 20 vạn một túi à? 30 túi 30 vạn. 30 thì mới phải 30 mà 50 túi thì ở đâu? Mở, mở ép ép ấy. Mở ra được 7 túi là 210 vạn. Em mở ra cái túi thì được 30. Ừ, mở ra được cái túi. Em ăn 50 cái em được có 2 túi. Chung là cũng được 500 triệu nè, tốn hết kim mấy? Kim 5 đi. Được 500 triệu bù lại nó cũng như một cuộc một cục gì bạch gì huyết chân đơn à? Gì? Huyền. Huyền chân đơn. Huyền chân đơn 500 triệu nè. Cũng một triệu một cũng một kiếm năm, nói chung là tầm đó cũng không có lỗi gì, úp cấp thôi không có lỗi gì. Hòa hòa được cơ. Đẹp trong được cái event được cấp rồi, đấy ông hên quá rồi, quá hơn là ok quá hơn luôn. Hỏi anh kèo kìa, anh đang rồi lên bài chan này.